Phát hiện giống mèo lạ khiến cả cõi mạng truy tìm danh tính và sự thật ngã ngửa. Mới đây, một tài khoản TikTok đã đăng tải hình ảnh về sinh vật lạ xuất hiện trong nhà mình. Nó có hình dáng giống như một con mèo, tuy nhiên từng bộ phận trên cơ thể lại khá kỳ dị. Chân và đuôi hệt như một con kỳ nhông, trong khi đó phần mũi lại dài như chuột chũi. Không chỉ vậy, lớp da bóng nhảy cùng với các hình thù hoa văn không khác gì da báo. Khi thấy nam TikToker, nó không hề hoảng sợ mà vẫn bình thản cử động. Sự xuất hiện của nó khiến anh vô cùng tò mò, không biết nó đã vào nhà bằng cách nào. Bây giờ đã là nửa đêm, mọi cửa ngõ trong nhà đều đã được đóng lại kỹ càng. Dù nó không dữ tợn tấn công nam TikToker, nhưng ngoại hình quái quỷ kia đã khiến người đàn ông có chút hoảng sợ. Ngay lập tức, anh đăng tải lên TikTok và nhờ cư dân mạng giải đáp thắc mắc về sinh vật lạ này. Phía dưới bình luận, rất nhiều ý kiến được đưa ra để tranh luận về danh tính thật sự của nó. Một số người cho rằng đây có thể là một con mèo kỳ nhông. Giống mèo kỳ nhông vậy? Chưa thấy ngoài đời bao giờ, nhưng mà trông giống mấy con mèo kỳ nhông trên mạng á. Con gì nhìn thấy ghê vậy? Mèo, lai kỳ nhông, lai chuột, lai ếch hả? Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy mèo kỳ nhông là sinh vật có tồn tại trên đời. Vì thế, nhiều cư dân mạng đã nghi ngờ đây có thể là một sản phẩm của công nghệ mà thôi. Ngay sau đó, chính chủ cũng đã thừa nhận sinh vật lạ này được tạo ra bởi AI. Còn bạn, bạn nghĩ sao về thành quả Photoshop này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.